nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm. Chơi vơi hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những nỗi đau chờ mong, biết chăng lòng em đã bao ngày. Người ơi lắng nghe này con tim em, trái tim hao gầy những nỗi đau chờ mong, vì chắc lòng em đã bao ngày. Người ơi xin lắng nghe để con tim em muốn nói, tình yêu đó riêng cho anh một đời mãi không quên. Bài cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một bài hát quá là du dương, quá là truyền cảm luôn thưa quý vị. Và chị Lộ có thể đứng lại cho em hỏi thăm một chút xíu là trong bài hát vừa rồi có một cái câu hát là tình yêu đó riêng cho anh một đời mãi không quên. Mà chị hát nó rất là cảm xúc, rất là du dương luôn. Thì chị cho em hỏi là không biết là cái ngày hôm nay là cũng là một cái ngày cũng hơi đặc biệt với chị đó. Thì chị hát cái bài này chị liên tưởng tới ai mà chị hát được nhiều cảm xúc đến như vậy ạ? Thật ra thì chị không dám liên tưởng tới ai hết. Tại vì mấy người trước chị cũng hát bài này tặng ta rồi cũng chia tay rồi. Cho nên chị không có tặng cho ai bài này ngày hôm nay hết. Chị tặng cho mọi người ở đây nha. Trời, chị nói vậy trong nhiều khi có những người ở trong bên trong cánh gà người ta buồn lắm đó nha. Mấy bữa mà hát tặng thì không bao giờ hát.